Xin chào các bạn. Trong mạp này chúng ta sẽ đi nghiên cứu về các cấu dạng của butan. Okay. Thế thì butan thì có nhiều cái liên kết CC. Thì tất cả các liên kết CC đều là liên kết sigma cả và đều có thể quay được. Okay. Thế thì trong trường hợp này ta giả sử ta xét cái liên kết CC ở giữa đây. Okay. Liên kết C2 C3 đây. Nó như vậy. Thế thì giả dụ ta bắt đầu ta nhìn vào cái liên kết C2 C3. Như vậy ở carbon đầu tiên sẽ có gì? Hydro và CH3. Carbon thứ hai cũng là hydro và CH3. Ok. Ta giả dụ ta xuất phát từ một cái cấu dạng hoặc là cấu dạng che khuất, cấu dạng xen kẽ như cái cấu dạng 1 này. Ok. CH3 ở dưới, CH3 carbon ở trước là ở dưới. Carbon phía sau là CH3 phía trên. Bây giờ ta giữ nguyên cái phía trước các bạn ha, ta quay 60 độ. Như vậy CH3 qua đây. Ok. Thì ta được cấu dạng 2 là cấu dạng gì các bạn? Đây là cấu dạng che khuất. Tiếp tục ta quay 60 độ nữa. Ok. Thì ta qua một cái cấu dạng là cấu dạng xen kẽ. Tương tự như vậy các bạn tiếp tục quay 60 độ thì ta lại được che khuất, 60 độ thì lại được xen kẽ. Cuối cùng ta quay 60 độ nữa thì nó được cái cấu dạng xen kẽ che khuất. Và quay 60 độ lần cuối cùng thì nó sẽ thu được cấu dạng đây là cấu dạng xen kẽ với chúng ta ban đầu. Thế thì ở đây có những cái điểm gì các bạn đã lưu ý à? Đây các bạn lưu ý là ở đây chúng ta có một số cấu dạng gọi là che khuất. Ví dụ trong hợp này thì cấu dạng đây là cấu dạng xen kẽ nhé, cấu dạng xen kẽ. Nhưng mà hai nhóm CH3 đấy, ở hai cái hướng ngược nhau. Ok, một cái thì hướng xuống dưới, một cái là hướng lên trên. Thì cấu dạng này được gọi là cấu dạng anti, gọi là xen kẽ nhưng mà xen kẽ anti. Ok. Còn trong trường hợp nữa cũng là cấu dạng xen kẽ, tuy nhiên hai nhóm CH3 lúc này là không phải ở vị trí đối với nhau mà ở gọi là gần nhau thôi, ở gần nhau. Thì cái cấu dạng này á thì gọi là xen kẽ nhưng mà gọi là cấu dạng gauge. Okay. Gọi là gauge, trong tiếng Việt ta vẫn dịch là gauge. Đó là như vậy. Như vậy đã là cấu dạng xen kẽ thì hoặc là anti đối nhau hoặc là gần nhau, hai nhóm CH3 gần nhau thì gọi là cấu dạng gauge. Thì trong hợp này thì hai CH3 này cũng ở gần nhau thì ta gọi là cấu dạng gauge. Đó là như vậy. Thế thì giữa cấu dạng gút với cấu dạng gọi là đối nhau đó thì cái cấu dạng nào bền hơn? Thế đây các bạn lưu ý là ở đây là 135 đây các bạn, 135 là cấu dạng xen kẽ, còn 246 là cái cấu dạng che khuất. Okay. Thế thì để mà so sánh độ bền của các cái cấu dạng xen kẽ với nhau đó và các cấu dạng che khuất với nhau thì chúng ta cần phải nắm được một cái khái niệm mới, đó là sức căng đẩy. Okay. Steric strain. Sức căng đẩy đó gì? Đó chính là cái sự tăng và năng lượng mà do các nguyên tử bị buộc phải ở quá gần nhau. Okay. Như vậy nó sinh ra cái sức căng đẩy, sinh ra sức căng đẩy. Để cho các bạn hình dung cái sức căng đẩy, ta có cấu dạng 1 này, hai nhóm CH3 này ở hai hướng ngược nhau, xa nhau. Ok, cho nên chúng không có đẩy nhau. Ok. Tuy nhiên trong cái cấu dạng gauge thì hai nhóm CH3 này gần nhau. Đấy. Thì nó có sự tương tác đẩy giữa hai nhóm CH3 này. Thì tương tác đẩy này người ta gọi là sức căng đẩy. Sức căng đẩy. Ok. Chính vì sức căng đẩy này nó dẫn đến là cái cấu dạng 3 này á thì có năng lượng cao hơn cấu dạng 1. Hay nói cách là cấu dạng anti thì có năng lượng thấp hơn cái cấu dạng gauge. Đấy, ta lưu như vậy. Như vậy nói chung mà nói thì cấu dạng gauge thì nó sẽ có năng lượng cao hơn cấu dạng anti bởi vì cái sức căng đẩy steric strain. Đấy. Đối với trường hợp các cái dạng che khuất này cũng xuất hiện sức căng đẩy các bạn à. Sức căng đẩy ví dụ như cấu dạng 4 đây, cấu dạng 4. Các bạn xem cấu dạng 4 đây. Thì hai nhóm CH3 ở gần nhau. Đấy, thì lúc này nó cũng xuất hiện cái sức căng đẩy
dẫn đến là cấu dạng 4 này so với cấu dạng 2 cũng là sang che khuất này, cấu dạng 6 hay cấu dạng 6 che khuất, 2, 4, 6 đều là che khuất. Nhưng riêng cấu dạng 4 là hai nhóm xe 3 gần nhau thì nó sinh ra cái sức căng đẩy dẫn đến cái dạng này là kém mình nhất. À, cấu dạng 4 là kém mình nhất, là như vậy. Thấy? Ở đây người ta nói là gì? Các cấu dạng xen kẽ đó thì có cái năng lượng cực tiểu ở các năng lượng cực tiểu, trong khi đó các cấu dạng che khuất thì ở các cái năng lượng cực đại. Ok, thì cái sự tương tác đẩy thì hoặc là không mong muốn đó, thì nó sẽ dẫn đến cái sự tăng về năng lượng. À, các bạn lưu ý thế. Giờ để hiểu cái này thì ta nhìn vào cái giảng đồ năng lượng đây kìa. Ok, thế thì cái dạng này là cái dạng xen kẽ hai nhóm CO3 đối nhau, dạng anti, cấu dạng anti. Ok, thì năng lượng là thấp nhất. Nếu ta quay 60 độ, cái phía trước giữ nguyên, cái phía sau ta quay 60 độ, thì lúc này có sự tăng năng lượng do gì các bạn? Đây là do sức cân xoắn, các bạn nhớ rồi nha, do sức cân xoắn. Tiếp tục chuyển xe qua xuống 60 độ nữa, qua đây. Ok, thì năng lượng nó hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Tuy nhiên nó vẫn cao hơn so với cấu dạng 1, bởi vì sao các bạn? Cấu dạng 1 thì không có cái sức căng đẩy, còn cấu dạng 3 thì có cái sức căng đẩy đây. Okay, steric strain đây, dẫn đến năng lượng nó cao hơn. Rồi tiếp tục ta chuyển xuống xe 3 xuống một lần nữa 60 độ nữa, thì cái lúc này cái năng lượng của cấu dạng 4 là tăng lên, nhưng mà tăng lên là cao hơn so với cấu dạng 2 luôn các bạn, cao hơn. Vì sao? Vì hai nhóm CO3 này nó sinh ra không những là sức căng xoắn mà trong hợp này còn có sức căng đẩy nữa. Ok, đấy, nhưng mà do cái sức căng đẩy này làm cho các cái làm cho năng lượng của cái cấu dạng 4 này nó cao hơn nữa. Còn nếu tiếp tục giảm xuống thì ra cấu dạng 5, cấu dạng 5 thì nó tương đương với cấu dạng số 3, cho nên hai này có năng lượng bằng nhau. Đấy, còn ta tiếp tục đưa những xe qua nữa thì cấu dạng 6 này nó tương đương với cấu dạng 2, cho nên là năng lượng như nhau. Và chuyển một lần nữa thì chuyển nhóm CO3 một lần nữa tăng 60 độ đấy, từ 120 đến 180. Okay, thì lúc này ta được cái dạng 1 là dạng có năng lượng thấp nhất. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Như vậy là ở đây các bạn thấy là gì? Ta so sánh cấu dạng 4 với cấu dạng 1, cấu dạng 4 đây với cấu dạng 1 thì sự chênh lệch năng lượng đây là 19 kJ trên mol. Okay, thì 19 kJ trên mol này đó thì nó về tương tác đó các bạn. À, ở đây ta có tương tác HH, tương tác HH tức là tương tác đẩy đó, và một cái tương tác CH3. Hay tương tác HH đó thì khi mà học cái bài trước đó của Eton thì các bạn biết là mỗi cái tương tác CH như vậy thì nó có một năng lượng là như các bạn là 4 kJ trên mol. Ok, thế thì bây giờ cái tổng năng lượng đây là 19 kJ trên mol, mà mỗi cái này là 4, như vậy hai cái tương tác như vậy là 8 kJ trên mol, 19 trừ cho 8 thì 11 kJ trên mol, đồng nghĩa việc cái tương tác CH3 là tương tác đẩy này nó ứng với một cái năng lượng gọi là làm kém bình hóa đó, là 11 kJ trên mol. Ok, tương tự như vậy cấu dạng 2 so với cấu dạng 1 thì các bạn cấu dạng 2 đây so với cấu dạng 1 thì lúc này là nó sinh ra là do cái tương tác HH này, HH. Ok, rồi CH3H. Mỗi như vậy sự chênh lệch năng lượng giữa 2 và 1 là 16 kJ trên mol, thì trong đó HH là bao nhiêu các bạn? Tương tác HH là 4, như vậy 16 trừ cho 4 bằng 12. Ok, 12 là chia đều cho hai cái tương tác HCH3. Ngày mỗi tương tác như vậy là 12 chia 2 là 6 kJ trên mol. Đây. Ok, đây, như vậy HH là 4 kJ trên mol, HCH3 là 6 kJ trên mol, CH3 là 11 kJ trên mol. Còn giữa tương tác giữa CH3 và CH3 mà cái cấu dạng gốt đó là 3,8 kJ trên mol. Ok, đây, tức là giữa cái này, giữa cái dạng có tương tác CH3 này. Ok, thì các bạn thấy
là đó là chênh lệch giữa cái 1 và cái 5 ở đây, ví dụ cái 1 và cái 5 này. 1 và 5 này, 5 thì có hai cái này ở cấu cấu cái dạng gauge. Còn đây là cấu dạng anti. Okay. Có dạng đối nhau. Thế thì sự chênh lệch này là do cái tương tác đẩy giữa hai nhóm xe 3 này và cái năng lượng này là 3,8 kJ trên 1. Ai ta lưu như vậy. Nhưng mà xe 3 xe 3 mà ở cái dạng xe khúc đó, thì đẩy 11. Nhưng mà ở dạng gauge thì đẩy 3,8 kJ trên 1. Okay. Này, chúng ta có thể sử dụng cái nguyên lý tương tự để xác định cấu dạng và năng lượng tương đối của các cái ankan mạch hở khác. Này, bởi vì cái cấu dạng mà có năng lượng thấp nhất là có tất cả các liên kết và các cái nhóm là ở cái vị trí anti với nhau, cho nên các ankan thường được vẽ dưới dạng là cấu trúc giết dắt. Ví dụ như trường hợp này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 carbon rồi. Đấy, khác thì lúc này chúng ta cứ vẽ giết dắt giết dắt CH3, 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 CH2 tương tự như vậy. Còn các cái nhóm này, đây các bạn thấy ở đây CH3 này đấy, thì so với cái nhóm này là ở vị trí anti với nhau. CH3 này, này so với cả nhóm này. Ok, hoặc là ta giả dụ ta xét hai cái liên kết này. Ta xét liên kết này thì cái nhóm này với cái nhóm này cũng vị trí anti với nhau. Ok, thì đó chính là lý do tại sao mà cái dạng sắp xếp giết dắt là thường được dùng để mô tả cái phân tử, các phân tử ankan mạch hở. Ok. Ok, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái bài học năm nay. Xin chào tạm biệt.